Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi dân chúng thấy Chúa Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Chúa Giêsu đáp: Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Chúa Giêsu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Chúa Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn và đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, thật thà phải nói rằng nhà thờ đá Vĩnh Hòa của chúng ta thật là độc đáo, và những khắc họa trên đá chung quanh nhà thờ của chúng ta có một vài dấu nhấn quan trọng mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng chưa khám phá ra hết. Thế nhưng khi chúng tôi thực hiện nhà thờ đá này thì chúng tôi cũng có nhiều ý tưởng, và một trong những ý tưởng được khắc họa ở tiền đình nhà thờ đó chính là quang cảnh phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúng ta nhìn lên bức khắc họa, chúng ta thấy mọi người đến với Chúa Giêsu từ em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá, cũng như những người già cả, những người đau yếu, cũng như những người khỏe mạnh. Và khi chúng ta nhìn lên bức khắc họa ấy, chúng ta được mời gọi hòa nhập vào trong đám đông đến với Chúa Giêsu. Và quả thật bức khắc họa hóa bánh ra nhiều ở tiền đình nhà thờ của chúng ta là một dấu nhấn quan trọng khi thực hiện ngôi nhà thờ đá này. Vì nơi đây chúng tôi muốn nói lên rằng chúng ta tất cả được mời gọi đến với Chúa Giêsu, và quả thật phép lạ hóa bánh ra nhiều Chúa Giêsu thực hiện nơi hoang địa chính là điểm hẹn tình yêu, là cuộc gặp gỡ tình yêu, là cuộc hạnh ngộ tình yêu giữa Chúa Giêsu và đông đảo dân chúng. Vì rằng Chúa Giêsu, cho dẫu trời đã muộn rồi, tối rồi, mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy để họ ở nơi đây. Và rồi với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu đã tạ ơn và trao cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng, và nấy và ai nấy ăn no nê, mà khi thu lại những mảnh vụn còn dư những 12 thúng đầy.
có thể nói được rằng phép lạ hoa bánh ra nhiều quá ý nghĩa với cuộc đời của những người tin theo Chúa. Và liền theo sau đó, chúng ta thấy Chúa Nhật hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu: tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Và Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: hãy ra sức, ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Và vì thế chúng ta thấy rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều nơi hoang địa năm ấy là một điểm hẹn tình yêu, là một nối kết mà Chúa Giêsu luôn luôn mời gọi mọi người chúng ta gặp gỡ Chúa cần phải đi vào tĩnh lặng, đi vào trong hoang địa. Điểm gặp gỡ của tình yêu, điểm hẹn của tình yêu là chỗ ấy. Và ngày hôm nay chúng ta đến nhà thờ đông đảo, chúng ta cũng muốn bày tỏ, chúng ta cũng đến điểm hẹn tình yêu mà Chúa Giêsu hẹn gặp chúng ta. Và dĩ nhiên đến với Chúa Giêsu, chúng ta cần phải được biến đổi. Và nhất là trong cuộc gặp gỡ ấy, niềm tin phải là bộc lộ quan trọng. Chúa Giêsu nói đến: ai tin vào người con được cha sai đến, người ấy được cứu độ. Và hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục để nhấn mạnh vào điểm này. Và Chúa Giêsu nói cho họ biết rằng qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, họ đã ăn, họ đã thỏa mãn nhu cầu vật chất ấy và gợi nhớ lại manna mà họ, cha ông họ, tổ tiên họ đã ăn nơi hoang địa. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn nói đến một thứ bánh mới, đó chính là bánh trường sinh. Để rồi người ta cần phải có một bước nhảy vọt. Nếu như người Do Thái: ngài làm dấu lạ nào để chúng tôi có thể tin khi ngài giới thiệu bánh trường sinh? Thế nhưng Chúa Giêsu cho thấy rằng họ cần phải một bước nhảy vọt. Không phải Chúa Giêsu làm dấu lạ để cho họ tin, vì rằng Chúa Giêsu không muốn áp lực, mà Chúa Giêsu muốn họ cần phải bộc lộ cái niềm tin của mình, tin vào Chúa Giêsu mà Thiên Chúa Cha sai đến cứu nhân độ thế. Và quả thật, một Chúa Giêsu không sai lời hứa bao giờ: ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Mỗi người chúng ta biết bao nhiêu những đói khát trong cuộc đời này, chúng ta cần phải đến với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta hân hoan đến với Chúa Giêsu, đặc biệt trong điểm hẹn tình yêu của ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, ngày tất cả chúng ta được mời gọi đến với Chúa Giêsu để thờ phượng Chúa. Và ngày hôm nay, với lời truyền phép của linh mục, đây là mình thầy sẽ nộp vì các con. Tấm bánh ấy trở nên một Chúa Giêsu hiện diện đích thật, một Chúa Giêsu quyền năng, một Chúa Giêsu yêu thương luôn tác động trong thế giới hôm nay. Và Chúa Giêsu cũng cho thấy rằng qua dấu hiệu bí tích này, những ai tin nhận thì người ấy lãnh nhận được dồi dào hồng ân cứu độ của Chúa. Điểm hẹn tình yêu chính là thánh lễ chúng ta tham dự, và nơi thánh lễ chúng ta sẽ gặp được Chúa Giêsu, chúng ta đụng chạm đến quyền năng của Ngài và chúng ta được tiếp cận đến tình yêu của Chúa, một tình yêu ngày hôm nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta. Mời cộng đoàn tiến sưng đức tin.